Vâng thưa quý vị, đúng vào ngày này 66 năm trước, ngày 8 tháng 7 năm 1957, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Nhật Thành đã tiếp đón Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đoàn đại biểu đảng Chính phủ Việt Nam thăm hữu nghị Triều Tiên, mở ra giai đoạn mới cho quan hệ hai nước. Mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại những hình ảnh 66 năm tuổi về chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tháng 7 năm nay, Triều Tiên và Việt Nam kỷ niệm 66 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên thăm chính thức Triều Tiên và gặp gỡ Chủ tịch Kim Nhật Thành, vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Triều Tiên. Chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 8 tháng 7 đến 12 tháng 7 năm 1957. Không chỉ trực tiếp đón và tiễn Chủ tịch Hồ Chí Minh tại sân bay, Chủ tịch Kim Nhật Thành đã cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh tham dự lễ meeting với sự tham dự của khoảng 10 vạn người, tham quan nhà máy dệt Bình Nhưỡng, nhà máy dệt lụa Bình Nhưỡng, hợp tác xã nông nghiệp của xã Cô Trang, huyện Cang Sô, tỉnh Nam Pyeonggan, xí nghiệp luyện thép Cang Son, v.v. Chủ tịch Kim Nhật Thành đã bày tỏ sự ủng hộ đối với sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Ông khẳng định đế quốc không thể làm giảm ý chí của nhân dân Việt Nam hướng tới hòa bình, thống nhất đất nước. Chủ tịch Kim Nhật Thành cũng giải thích cụ thể về các vấn đề cần thiết như xây dựng kinh tế và kinh nghiệm hợp tác hóa nông nghiệp tại Triều Tiên. Cũng tại truyền thăm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định Chủ tịch Kim Nhật Thành là chiến sĩ cách mạng sáng suốt và người bạn của nhân dân Việt Nam. Mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Triều Tiên có nền tảng vững chắc nhờ công gây dựng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp. Ngày nay, các nhà lãnh đạo hai nước đang tích cực thúc đẩy phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác. Hai đảng, hai nhà nước tăng cường ủng hộ lẫn nhau và mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế và văn hóa, phù hợp với lợi ích chung việt nam và triều tiên phối hợp tích cực trong các vấn đề khu vực quốc tế góp phần đảm bảo hòa bình an ninh tại khu vực và trên thế giới